chân ba bạch chân đây đây rồi đây xe kia vô xong dắt mấy ba bắp ra 10 ba bắp ra sao bắp không sao bắp sao ba bắp ba bạch chân để chị lấy chị ra kìa bắp đâu đâu có ủa đâu rồi xe kia đâu không vậy vô ai coi chừng nó tưởng nó đủ rồi đi về cái xe cao dây leo nãy nha ba xe hả vậy là đang đợi kia quá rồi bắt đầu thì cho nữa rồi ăn tiếp tục rồi người khác cho nữa dạ chứ cho mười thì hơi nhiều rồi. Hơi nhiều ha. Không có thôi 5 ký đi qua mùa dịch rồi. Rồi, dạ luôn. Dạ luôn. Cái bắp ôm nước đi. Bắp. Dạ bắp trước cho bắp chi. Sáu bao lấy chỗ này đặng mình lấy xả. Đây nè, lấy chỗ này mấy bao này đi đặng mình lấy xả dưới đất này xong mình lấy được một tàu nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lại đang ở chỗ bãi nhận rau củ quả nha quý vị. Bãi này ở đường Trần Giàu. Anh em đang tập trung lên xe mình vận chuyển bên anh em hỗ trợ nhanh của thành phố Hồ Chí Minh. Có hai người một cái, hai người một cái. Mua với đồ vật. Thêm này, thêm đi. Bắp xá bao. Còn ba bao với đất kìa, lấy ba bao với đất kìa, rộng chở tầm. Ừ đó, ừ lấy ba bao đó đi. Hết không ta, hết không? Hết mà, hết không ta rồi còn mì ba đậu bắp. Còn mới săn sẻ qua hai xe kia gì đâu. Cái xe kia nó chở dưa. Cái xe kia chở dưa leo có thể chắc chồng lên thêm được ta. Lấy dưới cái tàu, lấy dưới cái tàu. Dưới nó đâu? Hai bao dưới lấy cho khỏe rồi. Cho khỏe đi, đừng có rộng, đừng có cái đó ăn được. Coi không hết thì giờ sang xẻ xe kia cái xe. Rồi rồi. Cá bao. Cảm ơn em mở ra đây anh. Em chín, mốt anh chín. Mốt chứ. À mốt để sao đi. Ờ cũng được. Đậu bắp là nãy chị nói mấy túi rồi? Đậu bắp 10 bọc. 10 bọc ha. Dạ thôi thôi thôi. Đậu bắp 10 bọc. Chanh 3 bọc. Xả 1 bao mà xả 2 bao rồi. 2 bao rồi. Chanh nữa, chanh 3 bọc. Đưa cho cái mình đưa xả cho mấy xả mình chị coi mình biết mình đâu năm bao đậu bắp phải không? Trên 10 bao, 16 bao bắp rồi 13 bao đậu bắp. 10 bao đậu bắp. 10 bao đậu bắp mới 5 bao rồi lên 5 bao đủ. Mấy bao đậu bắp rồi. Cái này bao vậy? Rồi, tao cứ đâu con ta. Hai bao chanh của mình rồi nè. Đủ rồi đó ha. Giờ hai bao chanh nữa đủ rồi đó. Rồi tới một muỗng rồi nè. Rồi, một bao xả thì tròn rồi đủ luôn. Múc thì còn không chị? Rồi, múc rồi chỉ lấy bao xả thôi mà anh nè. Anh phụ phải cái này vừa đứng là em đứng lên chỗ đó. Còn cho đứng cái bao này lên xả nằm dưới này. Đứng lên đây rồi bỏ xuống cái đó rồi. Rồi, em hồi tới ở đâu tới đâu nó lâu cái đó chứ chắc đọc gì. Có mình nó thì tin đây. Cái này nó đâu nữa gạo gì đó. Chanh ba bọc. Ba bọc cho thêm một chân nữa. Thôi đủ rồi, nãy đủ rồi. Nãy lên trước bọc rồi. Nãy lên trước bọc rồi. Tao lên trước bọc nữa. Ba bọc xả đủ ba chân đúng rồi, tại đúng sao. Mấy bọc. Xả một bọc. Xả bao, xả bao. Nãy bao chân lấy rồi. Một bao xả. Dạ. Mình đâu có dưa leo hả? Dưa leo mình lấy 20 bọc kia rồi. Lấy kia này hả? Rồi. Cái này cho thêm không vậy? Ủa bà xả lấy chưa? Đây rồi. Rồi đủ rồi đó nha. Rồi thấy lên đi. Rồi còn gì nữa không? Coi chị kiểm tra đây coi còn gì nữa không? Nãy xe xuất bến rồi. Đủ rồi. Dạ 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 rồi. Đủ nha, cảm ơn nha. Rồi cảm ơn hai mặt nhóm, cảm ơn anh chị luôn anh chị. Rồi dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Dạ. 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 Dạ.